Đồng hồ điểm phút 80 tại cầu trường Fontenova, trái bóng được người Hà Lan bắn thẳng lên phía trên. Arjen Robben dù xuất phát sau Sergio Ramos nhưng bằng tốc độ kinh hoàng cuối cùng mới là người vượt lên. Đối trận pha lay ấy tiếp tục đi bóng qua cả Iker Casillas, khiến thủ thành huyền thoại chới với trong vô vọng, trong khi Ramos đang hớt hải chạy về như một gã hề. Robben tung cú đá quyết đoán vào lưới trống. Khoảnh khắc ấy, bảng tỷ số hiện lên Hà Lan 5, Tây Ban Nha 1. Một cảnh tượng thảm khốc đã xảy ra vào cái đêm định mệnh hôm ấy. Một kết quả mà ngay cả những người mộng mơ nhất cũng chẳng dám nghĩ đến. Nhà đương kim vô địch thế giới, nhà đương kim vô địch châu Âu đã thua sốc ngay trận ra quân. Buổi tối ác mộng hôm ấy như một lưỡi dao cứa thẳng vào những con tim chót yêu La Rosa. Đêm kinh hoàng mà chẳng một ai có thể quên. Tây Ban Nha cuối cùng chia tay World Cup 2014 từ vòng bảng. Những người lạc quan thì cho rằng đó chỉ là một cú ngã ngựa không may mà thôi, và La Rosa sẽ sớm trở lại, bởi họ đang là thế lực thống trị toàn cõi túc cầu, gây say đắm bởi thứ bóng đá tiki-taka đáng sợ đó cơ mà. Nhưng chớ trêu thay, thất bại trên đất Brazil năm ấy lại là khởi đầu cho những năm tháng lạc lối, quãng thời gian mà tiki-taka dần suy tàn và Tây Ban Nha cứ thế tụt dốc không phanh ở các giải đấu lớn. Chứng kiến La Rosa thất bại liên tiếp ở World Cup và Euro, một cảm giác hoang mang ngày càng xâm chiếm. Người ta tự hỏi rằng, phải chăng bóng đá đẹp đã chết rồi hay sao? Dẫu biết chẳng có triều đại nào mãi ngự trị trên đỉnh cao, đối với bóng đá cấp độ đội tuyển quốc gia, thịnh suy càng là quy luật tất yếu. Nhưng với Tây Ban Nha, đó là một cảm giác tiếc ngẩn ngơ. Tiếc chứ, tiki-taka mê đắm lòng người đã gieo vào sân cỏ những áng thơ bất tử. Nhớ về La Rosa thủa huy hoàng là nhớ về những cú gẩy bóng kinh điển mở ra kỷ nguyên thống trị của Fernando Torres. Nhớ về pha cởi áo ăn mừng của Andres Iniesta và những bước chân nhảy múa của chàng Andres ở kỳ Euro 2012 đỉnh cao. Vậy nên, khi càng khắc khoải nhớ về những năm tháng rực rỡ của Tây Ban Nha, người ta càng đau đớn khi phải chấp nhận thực tế phũ phàng. Chuyến tàu nghiệt ngã ấy bắt đầu từ kỳ World Cup 2014 tủi hổ. Bẽ mặt, nỗi nhục, thất bại thảm hại. Đây là những dòng tít tràn ngập các mặt báo Tây Ban Nha sau khi đội tuyển nước nhà để thua trước Chile ở lượt trận thứ hai vòng bảng, qua đó chính thức xách vali về nước. Bạn cứ thử tưởng tượng xem, La Rosa đặt chân đến Brazil với tư cách là nhà đương kim vô địch World Cup, đương kim vô địch Euro, hoàn toàn thống trị bóng đá thế giới trong suốt những năm đó. Chuyện họ để thua hay hòa đã là một cú sốc chấn động, chứ đừng nói đến cái kết bị loại ngay từ vòng bảng. Ngay cả Arsene Wenger cũng chẳng tin nổi chuyện gì đã xảy ra khi ấy. Tây Ban Nha sớm bị loại, kết quả này giống như trận động đất. Giờ bạn chỉ có thể thắc mắc điều tồi tệ đó đã xảy ra như thế nào và Tây Ban Nha đã mắc những sai lầm gì. Hai năm sau, khi mọi chuyện dần lắng xuống, binh đoàn Tây Ban Nha lại bước đến Euro 2016 cùng vị thế của một ứng viên vô địch sáng giá. Tất cả đều kỳ vọng thế lực La Rosa sẽ trở lại ngay lập tức để chứng minh cú ngã ngựa trên đất Brazil chỉ là một tai nạn. Nhưng không hề, họ đã lầm. Tây Ban Nha của Vicente Del Bosque bị loại ngay từ vòng 1-8 với thất bại 0-2 trước người Ý. Qua đó Azzurri cũng trả xong phẳng món nợ ở trận chung kết 4 năm trước. Khoảnh khắc Andres Iniesta chết lặng nhìn vào không trung khi trọng tài chính Cunhat Cardi nổi hồi còi mãn cuộc, người ta bắt đầu cảm nhận được sự suy tàn của một đế chế. Hồi chuông cảnh báo gióng lên mạnh mẽ, mây đen phủ kín bầu trời. Điều đó khác với thất bại ở World Cup 2014, khi nhiều người vẫn hết sức tin tưởng vào khả năng trở lại của Tây Ban Nha. Người ta sực nhớ về dòng bình luận mà tờ Telegraph đã viết vào 4 năm trước đó. Lối đá tiki-taka không chết, nó có thể hồi sinh trong tương lai. Nhưng thất bại trước Chile đã đặt dấu chấm hết cho thế hệ vàng của tuyển Tây Ban Nha, gồm Iker Casillas, Xabi Hernandez, Fernando Torres, Xabi Alonso và có thể với cả huấn luyện viên Del Bosque. Tây Ban Nha bị loại vì phong độ tầm thường, chứ không hẳn vì đối phương vượt trội. Chính xác là như vậy, người hâm mộ nhận ra rằng dàn tinh binh kiệt xuất của Tây Ban Nha dần ra cỗi theo thời gian. Từ sau đỉnh cao vào năm 2012, cái thời mà La Rosa thừa mứa nhân tài, một lúc là có thể sắp xếp 3-4 đội hình đạt đẳng cấp thế giới, nhìn đâu cũng thấy quái kiệt. Đó là khi Sergio Busquets có thời điểm còn phải ngồi dự bị vì có Xabi Alonso ở đó. Đó là khi David Villa phải nhường sân khấu cho Iniesta và Xabi. Như một quy luật tất yếu, thế hệ vàng nào rồi cũng phải chào thua thời gian. Việc Carles Puyol, Xabi, Xabi Alonso rồi David Villa lần lượt chia tay Tây Ban Nha đã đồng thời đánh dấu sự lu mờ của tiki-taka. La Rosa đã trải qua chính xác cảm giác của người Đức vào những năm 2000 khi những nền bóng đá hùng mạnh bước vào giai đoạn suy thoái. Cỗ xe tăng trở nên lạc hậu vì bóng đá không còn chỉ là cuộc chơi của những gã thô kệch, của những tuyến giữa đầy công nhân chỉ chăm chăm phá lối chơi của đối thủ. Tây Ban Nha thì khác, thứ bóng đá kiểm soát của họ vẫn là nền tảng cho kỷ nguyên hiện đại, mà nhân chứng rõ nét nhất là Pep Guardiola.
La Rosa không cần phải thực hiện một cuộc cách mạng toàn diện như Đức, mà quan trọng đó là sự tinh chỉnh. Từ World Cup 2018, Euro 2020 đến World Cup 2022, Tây Ban Nha liên tiếp thất bại bởi một lý do. Họ quá ám ảnh với thứ bóng đá kiểm soát cực đoan. Một môn đệ vĩ đại của Tiki-Taka như Pep Guardiola khi đến Anh cũng phải thay đổi để thích nghi. Nhưng La Rosa thì vẫn khư khư chấp niệm thứ từng giúp họ vươn đến đỉnh cao. Ba giải đấu lớn gần nhất chứng kiến các cầu thủ Tây Ban Nha luôn áp đảo quyền kiểm soát bóng trong tất cả các trận đấu, dù cho đối thủ họ có là ai. Họ cầm bóng rất nhiều, nhưng đó chỉ là những đường truyền ngang, truyền qua, truyền lại, gây ra cảm giác buồn ngủ cho cổ động viên. Đỉnh điểm chính là thất bại trước Maroc ở World Cup 2022. Thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique hoàn tất hơn 1.000 đường truyền, nhưng chỉ có một lần dứt điểm trúng đích. Trong một ngày thi đấu bế tắc đến cùng cực, Tây Ban Nha đánh dấu 3 kỳ World Cup liên tiếp, không lọt nổi vào tứ kết. 12 năm trôi qua kể từ đỉnh cao cuối cùng ở Euro 2012, những dũng sĩ đấu bò không còn nhảy múa, thứ bóng đá tấn công đẹp mê hồn cũng dần chìm vào quên lãng. Để rồi bước đến bên thềm Euro 2024, chẳng còn mấy người đặt niềm tin vào Tây Ban Nha. Những ánh nhìn đổ dồn hết về Anh, về Pháp, với dàn sao tỉ bảng, về Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo, đến chủ nhà Đức, rồi cuối cùng mới đến lượt La Rosa. Chỉ có một số ít, rất ít, vẫn còn yêu, vẫn còn tin. Họ chính là những người hâm mộ trung thành của Tây Ban Nha. Họ đã chót yêu màu áo đỏ này và vẫn không thôi khắc khoải nhớ về những năm tháng huy hoàng. Và cuối cùng, họ mới chính là những kẻ hạnh phúc nhất của Euro năm nay. Đoàn quân bị đánh giá thấp trước giải đấu của Luis de la Fuente, hủy diệt hoàn toàn bảng tử thần, hiên ngang tiến vào vòng knockout. Hành trình tươi đẹp tiếp tục khi La Rosa lần lượt đánh bại chủ nhà Đức, tiến Á quân thế giới Pháp rời khỏi cuộc chơi. Và sau 12 năm, họ đã trở lại vị thế vốn họ thuộc về, nơi mà Tây Ban Nha chỉ còn cách một trận đấu nữa để bước qua cánh cửa thiên đường. Nhìn lại hành trình của La Rosa trên đất Đức, đâu là điều đã giúp họ thay đổi ngoạn mục đến vậy? Dưới triều đại của một người đã dành cả nửa cuộc đời gắn bó với bóng đá trẻ Tây Ban Nha như De La Fuente, La Rosa dĩ nhiên vẫn trung thành với bóng đá kiểm soát. Những điều khác biệt ở đây chính là những sự tinh chỉnh vô cùng hiệu quả. Tây Ban Nha của De La Fuente vẫn luôn cầm bóng nhiều hơn đối thủ, nhưng tính trực diện đã xuất hiện rõ rệt. Sở hữu trong tay cặp cánh đặc biệt ưa thích các tình huống một đấu một là Lamine Yamal và Nico Williams. Chiến lược gia 63 tuổi sẵn sàng để La Rosa chơi bóng tầm trung và dài. Đôi khi chỉ cần một đường truyền xuyên tuyến từ chân Emerick Laporte tới thẳng chân của Perry và Dani Olmo là Tây Ban Nha đã có thể uy hiếp khung thành đối thủ. Những dũng sĩ đấu bò không còn bị ám ảnh bởi việc cầm bóng đến chết mà thi đấu hiệu quả hơn, gãy gọn hơn. Thứ bóng đá vừa đẹp mắt vừa hiệu quả đó đã đánh bại cả chủ nhà Đức lẫn Pháp trong nhánh đấu tử thần để giúp Tây Ban Nha hiên ngang tiến vào trận chung kết. Sau 12 năm, họ đã ở đây, bước đến Berlin cùng với một khát khao mãnh liệt, một tinh thần hừng hực, quyết chí ngăn người Anh đưa bóng đá trở về nhà. Nếu lên ngôi, Tây Ban Nha sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử vô địch 4 kỳ Euro. Sau 12 năm, trải qua tất thảy đắng cay và nghiệt ngã, có những thời điểm tưởng chừng đã chạm đáy tuyệt vọng, La Rosa cuối cùng đã tái xuất giang hồ. Những con tim yêu màu áo đỏ lại thổi bừng lên niềm hân hoan. Tất cả họ đang thổn thức mong cầu một cái kết thật đẹp, thật trọn vẹn cho Tây Ban Nha ở Euro 2024. Bởi đó chính là ngày bóng đá đẹp trở lại.